Chào các bạn, hôm nay ta sẽ một số bài toán rất thú vị về điền chữ số còn thiếu trong các phép toán. Bây giờ ở phép toán 12 cộng với số 30 mấy để bằng 44. Thì ở đây 1 cộng 3 là 4. Bây giờ chọn số nào để là cộng 2 cộng với số đó bằng 4 thì ở đây ta chọn là số 2. Đấy các bạn nhá. Tiếp tục này, 79 trừ đi 10 mấy để bằng 60. Ta thấy 7 trừ 1 là 6 này. Vậy số hàng chục là thỏa mãn rồi. Bây giờ số đơn vị này, 9 trừ số nào để bằng 0 thì ở đây ta chọn là số 9. Ok. Tiếp tục, 88 trừ đi 20 mấy để bằng 60. 8 trừ 2 là 6 rồi. Bây giờ 8 trừ số nào để bằng 0 thì ở đây ta chọn số 8. Ok. 96 trừ đi cái số mà có trái chữ số mà tận cùng chữ 6 để bằng 80 thì ta thấy 6 trừ 6 bằng 0. Vậy là 9 trừ số nào bằng 8 thì ở đây ta chọn số 1. Ok. Tiếp tục các bạn nhé. Bây giờ 769 trừ đi số có 3 chữ số mà hàng trăm là 2, đơn vị là 9 để bằng 500. Ta thấy 7 trừ 2 bằng 5, 9 trừ 9 bằng 0. Vậy 6 trừ bao nhiêu bằng 0 thì ở đây ta chọn số 6. Ok. Rồi số này 699 này trừ đi hai cái số này, số gồm hai chữ ba chữ số mà bằng 400. 6 trừ 2 là 4 này. Vậy 9 trừ thì bao nhiêu bằng 0, 9 trừ bao nhiêu bằng 0 thì ở đây ta chọn là số 9. Số 9 thỏa mãn nha. Tiếp tục, cái số 1783 cộng với số 6720 mấy để bằng 8503 này. Một đây này, 8 cộng 2 10 cộng nhân 1 7 cộng 7 14 nhân 1 là 15, 5 nhân 1 1 cộng 6 nhân 1 là 8 rồi. Vậy số này 3 cộng số 7 để bằng số 3 thì ở đây ta chọn số 0 các bạn nhé. Video của thầy là video về toán học, về các phép toán. Hy vọng rằng là qua cái video này các bạn này yêu thích cái các phép toán công trừ nhân chia. Chào các bạn.